siêu cấp tiên đoán đại sư xx thần mới nhân sinh nghe chọn bộ tại mê audio com trương dương nhân sinh tràn đầy tiếc nuối siêu cấp tiên đoán đại sư xx thần đoán trước tương lai nghe chọn bộ tại mê audio com đối với màn hình phát sầu là không thể nào muốn ra biện pháp trương dương quyết định nhìn một chút mới nhất bóng đá trực tiếp chỉ có nhìn tranh tài trực tiếp mới có thể nhằm vào nội dung tiến hành bình luận Trương Dương mở ra Sky Sport trực tiếp. Sky Sport bán đứt rồi nước Anh Premier League, internet cùng trực tiếp truyền hình quyền, thân ở nước Anh muốn nhìn mới nhất ngoại hạng Anh trực tiếp, lựa chọn tốt nhất cũng là Sky Sport. Sau đó, hắn phát hiện không phải miễn phí xem, còn muốn mua sắm hội viên. Y theo kinh nghiệm của kiếp trước, hắn bắt đầu rồi các loại lục soát, đáng tiếc căn bản tìm không thấy miễn phí trực tiếp, toàn bộ đều là thu phí nhiều lần nói muốn xem trực tiếp cũng chỉ có thể đóng tiền. Cuối cùng Trương Dương nhịn đau mua một cái hội viên, cái kia cơ hồ chi ra rồi tất cả nhà sinh ra một thành. Nhịn, Trương Dương cắn răng bắt đầu nhìn lên trực tiếp. Trên màn hình phát ra chính là mới nhất bóng đá tranh tài, đá với song phương là có, The Blue, danh hiệu Chelsea cùng có, trắng bách hợp, danh hiệu Bắc London Tottenham Hotspur. Cả hai đọ sức cũng coi là một trận nho nhỏ London Derby chiến. Trương Dương kiếp trước đối có chút có chút hiểu rõ, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem châu Âu tranh tài, đối từng cái đội bóng thành tích nhất định hiểu rõ. The Blue Chelsea là chi cường đội. Hiện tại là 2004 năm tháng 11, Chelsea huấn luyện viên chính là có Mourinho, danh sưng Mourinho trước trận đấu mùa giải Mourinho dẫn đầu Bồ Đào Nha nhà giàu Porto lấy được Primeira Liga quán quân, Bồ Đào Nha cúp vô địch cùng với Champion League quán quân, tam quan vương, lấy. Quán quân huấn luyện viên, thân phận đi vào nước Anh, chấp lên, The Blue, Chelsea thước dạy học. Bản trận đấu mùa giải Chelsea, tại đầu nhập vào đại bút tài chính vận doanh chuyển nhượng sau, thực lực lần nữa có rồi không nhỏ tăng cường, các đầu chiến tuyến biểu hiện cũng không tệ nhất là ngoại hạng Anh bên trong biểu hiện càng là cực kỳ cường thế, lấy được rồi đại bộ phận tranh tài thắng lợi. Chelsea cùng Tottenham Hotspur, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là Chelsea thủ thắng. Khó đeo huy chiếu cảm giác, nói Chelsea khẳng định thủ thắng. Trương Dương nghĩ đến ngón tay động tác không ngừng, tại microblogging trên đánh một hàng chữ Chelsea vs Tottenham Hotspur, cuối cùng lại là Chelsea thủ thắng cái này không được hắn lập tức toàn bộ xóa bỏ rồi microblogging đã nói cái nào chi đội bóng thủ thắng căn bản không có ý nghĩa đừng nói là hắn cho rằng chelsea sẽ thủ thắng những người khác cũng sẽ xem trọng chelsea chelsea biểu hiện quá cường thế tại chelsea cùng cái khác premier league lúc giao thủ tuyệt đại bộ phận người đều sẽ xem trọng chelsea có thể thủ thắng chớ nói chi là những cái kia the blue fan hâm mộ rồi Bọn hắn khẳng định sẽ xem trọng Chelsea. Hiện tại tranh tài thời gian là phút thứ 56, Chelsea đã một bóng dẫn trước, phát một đầu phán đoán thắng bại micro blocking, cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì. Làm sao bây giờ? Nói chút gì tốt đâu, khó nói đến cái lớn đảo ngược, nói Hotspur sẽ thủ thắng. Đây cũng là chỉ là tùy tiện nói một chút, nói chuẩn cũng không ai nhìn. Cái khác viết cái gì đâu? phê bình xuống biểu hiện kém cầu thủ, tán dương một chút biểu hiện tốt cầu thủ. Cái này có lẽ có điểm dùng, Trương Dương khổ não suy tư bắt đầu. Chờ một lát sau, hắn không có gì linh cảm, dứt khoát giơ tay lên bên cạnh bài poker, phân phát mấy chương bày ở trước mắt. Đỏ đào 3, đỏ đào 5, đỏ đào ca, cùng tiêu. Tại cẩn thận nhìn chằm chằm bài poker một cái chớp mắt, Trương Dương bỗng nhiên cảm giác đại não có chút hoảng hốt một cái thanh âm kỳ quái bên tai bờ vang lên, hệ thống thêm trở bên trong. Ban đầu hóa hoàn tất, ngươi thu được cơ sở năng lực. Biết trước, ngươi có được rồi một đôi có thể khám phá tương lai hai mắt. Trương Dương còn có chút không rõ, liền phát hiện trong ý nghĩ hiện lên một đoạn phức tạp đoạn ngắn, tựa như là tự mình nhìn qua phim đồng dạng, hơn nữa ấn tượng mười phần khắc sâu vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng đầu óc nhất chuyển liền có thể cẩn thận nhớ tới đến, bao quát đến trong đó mỗi cái động tác chi tiết. Chuyện gì xảy ra? Trương Dương nhíu mày lại đầu nghiêm túc nhớ lại. Những cái kia đoạn ngắn liên thành một trận bóng đá tranh tài, chung vào một chỗ tranh lệch thời gian không có bao nhiêu năm phút đồng hồ, đá với song phương chính là Chelsea cùng Tottenham Hotspur đại bộ phận nội dung đều là lẫn nhau có công thủ truyền bóng, ở giữa cũng có đặc sắc đoạn ngắn, tỉ như Hotspur một tên tiền vệ. Tiếp vào đồng đội tiền chuyện nhanh chóng đột nhập cấm khu đơn đao đánh vào một bóng. Những này là cái gì? Trương Dương như cũ cho rằng là ảo giác chủ yếu là lợi dụng khoa học nguyên lý giải thích không thông, hắn dứt khoát xem như xuyên qua di chứng, liền tiếp tục nhìn lên tranh tài. Tranh tài một mực đang tiến hành thời gian kế tiếp bên trong, Trương Dương miệng càng dài càng lớn, cả khuôn mặt đều viết đầy kinh ngạc, nước bọt chảy ra đều không có thể làm cho biểu lộ có một tơ một hào cải biến. Tại sao có thể như vậy, cùng vừa rồi trong đầu đột nhiên xuất hiện cái kia đoạn ngắn đồng dạng. Giống như đúc, chính là cái này 5 phút đồng hồ, quả nhiên là có hotspur tiền vệ vào bóng rồi. Ta thu được một đôi khám phá tương lai hai mắt chẳng lẽ là thật trương dương chấn kinh vạn phần, trong đầu một đoàn đay dối. Hệ thống, đúng rồi, hệ thống, hệ thống, mau ra đây. Hắn hô nửa ngày, thí nghiệm các loại phương pháp, nhưng thanh âm mới vừa rồi tựa hồ thật là ảo giác, hoàn toàn mất hết cái khác phản ứng. Chờ qua một hồi lâu, Trương Dương mới khôi phục lại, bắt đầu nghiêm túc thăm dò vừa rồi cảm giác hắn nhìn kỹ màn ảnh máy vi tính, lại nhìn xem trước mắt bài poker, tùy tiện từ bên trong rút ra mấy chương bày ở trước mắt. Ách bích 6, ách bích 7, ách bích Q, lập tức kỳ tích xuất hiện. Tựa như một đoàn bạch quang hiện lên, trong óc của hắn bỗng nhiên nhiều ra đề thăng đoạn ngắn, liền cùng một chỗ hoàn toàn là đại khái 5 phút đồng hồ bóng đá tranh tài. Tranh tài bên trong hai đội bóng chính là Chelsea cùng Tottenham Hotspur nó bên trong nhất làm cho người khác sâu ấn tượng chính là chelsea mạnh mẽ tiền vệ bị đối thủ tại cấm khu bên trong ngã sấp xuống trọng tài chính móc ra rồi thẻ đỏ chelsea mạnh mẽ người da đen tiền vệ chủ phạt mệnh bên trong lần này sẽ chuẩn xác không trương dương nhìn kỹ màn hình sau đó một phút đồng hồ hình ảnh cùng đầu óc bên trong lóe lên đoạn ngắn không có một tơ một hào khác biệt quả nhiên chuẩn xác như vậy tiếp xuống liền nên là hotspur hậu vệ phạm quy. Trương Dương đột nhiên nhớ tới microblogging, hắn lập tức dùng con chuột hoán đổi website, mở ra microblogging giao diện, phát một đầu kịp thời đổi mới tin tức. Thăng Chelsea vs Tottenham Hotspur thăng Hotspur hậu vệ phòng thủ khẩn trương, cấm khu sai lầm tạo nên penalty, Chelsea đen lớn thân hình tiền vệ chủ đá phạt đền một lần là xong trợ giúp Chelsea một lần nữa lấy được dẫn trước. Tại cá nhân kịp thời đổi mới như mây microblogging thế giới bên trong, một cái bình thường cá nhân tài khoản bình luận bóng đá tranh tài tin tức căn bản không cách nào gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng là tiếp xuống Chelsea cùng Tottenham Hotspur tranh tài, phảng phất chính là vì xác minh cái tin tức này mà tiến hành. Đi qua một loạt truyền lại, Chelsea đem bóng đá truyền đến cấm khu bên trong, Tottenham Hotspur hậu vệ phòng thủ phạm quy. Trọng tài chính xử phạt rồi penalty. Chelsea người da đen mạnh mẽ tiền vệ một lần là xong, đem bóng đánh vào Hotspur bóng cửa, điểm số biến thành 2, 1, Chelsea một lần nữa lấy được dẫn trước. Đây là sự thực, Trương Dương hưng phấn dơ lên nắm đấm, kích động toàn thân run dày lần này phát đạt internet thời đại tin tức truyền bá tốc độ thật nhanh tại microblogging thế giới bên trong có rất nhiều người đều thích đến mở ra trên quảng trường nhìn xem có ý tứ bình luận ở nước anh bóng đá hoàn cảnh xuống bóng đá bình luận rất rất nhiều đại đa số bình luận đều rất không đáng chú ý nhất là ít có fan hâm mộ cá nhân bình luận càng là khó mà hấp dẫn đến lực chú ý nhưng trương dương phát ra tin tức vẫn là bị một số người chú ý tới tại ngoại hạng Anh tranh tài ngày, tiêu điểm chiến dịch luôn luôn có thể gây nên không ít thảo luận, thăng Chelsea vs Tottenham Hotspur thăng là cái nóng cửa chủ đề. Rất nhiều người sẽ nhằm vào lên phát biểu bình luận rồi. Có rất nhiều người dự đoán tranh tài, thường thường cũng chỉ là nói, cái nào chi đội bóng sẽ thủ thắng, cái nào cầu thủ sẽ biểu hiện xuất sắc, thủ phát đội hình là cái gì, chờ một chút nhằm vào tranh tài thế nào vào bóng bình luận cũng rất ít, nhất là tại tranh tài tiến hành bên trong, tất cả mọi người đang quan sát trực tiếp, bình luận cũng là nhằm vào đi qua tranh tài. Nơi nào sẽ có người đi dự đoán tương lai xảy ra cái gì? Khi thấy một đầu, Hotspur hậu vệ sai lầm, Chelsea penalty mệnh bên trong, bình luận, không ít người cảm thấy rất kinh ngạc bởi vì bọn hắn xem tranh tài cũng không có một màn này. James Jackson chính là bên trong một cái. James Jackson là một tên Bắc London Hotspur fan hâm mộ, bởi vì làm việc tăng ca nguyên nhân, hắn không có đi hiện trường xem bóng, chỉ là thông qua TV nhiều lần nói xem tranh tài. Tại ngẫu nhiên nhìn lướt qua microblogging lúc, James Jackson liền chú ý tới dạng này một đầu tin tức. Hotspur hậu vệ phạm quy. Chelsea đá phạt đền. Nằm mơ đi. James Jackson cùng đồng sự thảo luận xuống, sau đó cười ha ha, khẳng định là những cái kia Chelsea người đang làm mộng, hắn căn bản không để ý, liền tiếp tục xem tranh tài. Nhưng James Jackson không nghĩ tới chính là tiếp xuống phẳng phất là ấn chứng đầu kia microblogging trên phát biểu, Hotspur hậu vệ thật tại cấm khu bên trong phạm quy rồi. Chelsea thật đá tiến vào penalty. Trời ạ, à, không phải là trực tiếp trì hoãn đi, đây là James Jackson phản ứng đầu tiên. Sau đó để ấn chứng chính mình phỏng đoán, hắn lập tức lục soát rồi vừa rồi đầu kia microblogging thời gian đổi mới là 5 điểm 33 phân 17 giây. Mà tranh tài tiến hành đến Hotspur hậu vệ phạm quy lúc là tại 5 điểm 36 phân. Cái này chứng minh microblogging là trước so với thi đấu phát ra. Không thể nào. Cá nhân Trương Dương, cái gì nát đường cái tên? Từng cái người tài khoản, khẳng định là che. Gia hỏa này chính là cái miệng quạ đen. James Jackson mắng, vẫn là xuất phát từ hiếu kỳ chú ý cái này micro tài khoản, nghĩ đến về sau nhìn xem có hay không tin tức mới, hoặc là có thời gian bình luận đậu đen rau muống vài câu toàn nước Anh xem Chelsea cùng Tottenham Hotspur tranh tài cái khác fan hâm mộ cũng có cực ít lượng chú ý tới đầu kia microblogging. Phản ứng của bọn hắn cùng James Jackson 10 phần cùng loại. Cá tính trương dương, microblogging tài khoản, rất nhanh liền có rồi hơn 300 cái fan hâm mộ. Siêu cấp tiên đoán đại sư XX thần ngôn ngữ module Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com Thông qua một đầu kịp thời dự phán tính microblogging tin tức cá tính Trương Dương, microblogging tài khoản hấp dẫn hơn 300 cái fan hâm mộ. Cái này là Sparta 300 dũng sĩ. Cái này là mới bắt đầu, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, Trương Dương trong lòng tuôn ra một cỗ cảm giác thành tựu. Sau đó hắn không ngừng cố gắng, tại còn lại thời gian bên trong liên tục làm ra bốn cái dự phán tính kịp lúc đổi mới tin tức Chelsea tấn công mạnh Hotspur bóng cửa. Liên tục thu hoạch được ba cái phạt góc cơ hội, đáng tiếc chủ phạt phạt góc cầu thủ tựa hồ là trạng thái không tốt, hai quả cầu đều đá có sai lầm tiêu chuẩn một cái khác cũng không thể trợ giúp đồng đội thu hoạch được cơ hội. Chelsea tiền vệ ở ngoài vùng cấm đá ra uy hiếp bắn cửa, nhưng Hotspur thủ môn biểu hiện xuất sắc, đem bóng nhào ra ngoài. Là đến rồi Hotspur khởi xướng phản công thời khác. Đê bọn hắn vây quanh Chelsea nửa tràng tiến công tiếp tục 3 phút, nhưng đối mặt The Blue phòng thủ nghiêm mật, cũng chỉ thu được một lần bắn cửa cơ hội, Hotspur phát khởi sau cùng phản công bọn hắn tại tuyệt cảnh bên trong tìm cơ hội, nhưng đối mặt tường đồng vách sắt như vậy phòng thủ, vẫn là chỉ có thể tiếp nhận thất bại quả đắng. Cuối cùng Chelsea 2, một đánh bại Hotspur. Microblogging tin tức một khi phát ra, lập tức liền có không ít fan hâm mộ vây xem. Những này, Sparta các dũng sĩ cũng không phải thuần chính fan hâm mộ, bọn hắn chỉ là có chút hiếu kỳ chú ý mà thôi, mục đích không ở chỗ chú ý động thái, có là muốn tìm cơ hội châm chọc vài câu. Lấy phát tiết Chelsea vào bóng nộ khí, có thì muốn nhìn đến tiếp theo đầu dự phán động thái, nhìn xem phải chăng còn sẽ chuẩn xác. Tại mỗi một cái tin vừa phát ra thời điểm, vẫn là có không ít phản bác hồi phục. Nhưng một lúc sau, liền không có phản bác microblogging tin tức bên trong nói nội dung, đã đều trong trận đấu thực hiện. Thế là duy nhất lưu lại cũng chỉ có các loại bái phục. Có chút tiếc nuối là, bởi vì không có liên quan tới vào bóng tương quan tin tức, đằng sau bốn đầu microblogging tin tức hấp dẫn mới chú ý lượng có chỗ giảm bớt. Nhưng chịu đến đầu thứ nhất microblogging hấp dẫn, đến tiếp sau vẫn là có không ít fan hâm mộ chú ý chờ Chelsea cùng Tottenham Hotspur tranh tài kết thúc. Cá tính Trương Dương, microblogging tài khoản chú ý fan hâm mộ số lượng đã vượt qua rồi 1.000 cái. Mới tới đám fan hâm mộ không chỉ có chú ý microblogging, còn thuận tiện đối trước mặt tin tức phát biểu bình luận, vẫn là trước hết nhất một đầu bình luận nhiều nhất. Có gần 400 đầu bình luận nội dung, blogger thần nhân A, blogger là thượng đế A, hoặc là là trọng tài người nhà, liền cái này cũng có thể nói trước dự phán. Có phải hay không tranh tài còn chưa bắt đầu, blogger liền biết rõ điểm số rồi, penalty đều có thể biết rõ. Gia hỏa này không phải là trọng tài tổ a, cố ý cho Chelsea một cái penalty. Blogger đến tột cùng là thần thánh phương nào? Sau đó bốn đầu micro-blogging tin tức cũng đều có trên trăm đầu bình luận, nhưng bởi vì không có đặc sắc địa phương, fan hâm mộ đám fan hâm mộ cũng chỉ là nói đơn giản một chút. Xem ra blogger so sánh thi đấu phân tích rất đúng chỗ A, à, nói toàn bên trong. Một trăm điểm, blogger khẳng định là cái siêu cấp fan hâm mộ phân tích như thế đúng chỗ ta cảm giác nhìn blogger microblogging đều không cần xem so tài rồi đây mới gọi là hiểu bóng che a à, quá giả đi là lẫn lộn a à. nhiều loại bình luận để cho người ta hoa mắt trương dương lại nhìn làm không biết mệt kiếp trước cá nhân lấy được rồi một ít thành tích nhưng bận rộn sinh hoạt tạo thành cùng thế giới internet có chút tách rời hắn còn là lần đầu tiên hấp dẫn cái này rất nhiều chú ý đây là một cái khác loại cảm giác thành tựu cùng ngày nếm qua bữa tối sau, Trương Dương mang theo Tiếu Dung ngủ xuyên qua đến nay cái thứ nhất lớn cảm giác làm rồi một cái tựa hồ rất tốt đẹp mộng. Trong mộng cảnh, hắn đang đứng ở một tòa xa hoa sân bóng điểm cao nhất. Vạn người chúc ánh mắt, tại dưới chân trên sân bóng thì đang tiến hành một trận tranh tài, hiện trường đếm mãi không hết fan hâm mộ, không có mấy cái tại nghiêm túc xem so tài. Bọn hắn đều lấy ngưỡng vọng tư thế nhìn lên trên ta nhất thời khắc, hắn khóe miệng một phát, bỗng nhiên hữu lực giơ tay lên cánh tay, làm ra thắng lợi, v chữ thủ thế. Cái kia đại biểu vào bóng. Tất cả fan hâm mộ chỉnh tề la lên, ghi điểm bài nói trước sửa số lượng, tại tiếng gầm trong hải dương, qua có một đoạn thời gian, tranh tài mới có vào bóng. Tại trận đấu này bên trong, chỉ có hắn, mới thật sự là chủ giác, lần đần tháng 11 thời tiết hơi có chút ướt lạnh. Sáng sớm. Trương Dương người mặc Âu phục cà vạt, chân đạp thấp góc da châu dày, tay mang theo cặp công văn, leo lên 714 đường xe taxi. London buổi sáng giao thông hỗn loạn, các con phố nói đều bận rộn vô cùng, chỉ ba cây số con đường ở giữa bốn cái trạm điểm, thời gian sử dụng liền vượt qua 20 phút. Biển người phun trào bên trong, Trương Dương nhưng không có lộ ra khó chịu kiếp trước tình huống tương tự nhiều lắm, xe lửa ghế ngồi cứng người chen người nằm thẳng không phải không trải qua, chen một chút xe buýt không đáng kể chút nào. Xuống rồi xe taxi chạm điểm, đi mau có trong một giây lát, đã đến một tòa tầng 30 cao ốc trước. Trương Dương đi vào tầng 13, tìm được sân khấu, nói rõ chính mình là ngày đầu tiên tới làm, liền bị dẫn tới một gian phòng làm việc nhỏ. Đó là brand văn phòng. Bren là nước Anh BBC đài truyền hình thể dục phân bộ một vị chủ biên, hắn chủ quản thể dục tin tức nghiệp vụ văn tự bản khối, là phân bộ nhất có quyền lực một trong những nhân vật. Đi qua ngày hôm qua phỏng vấn sau, Trương Dương liền thuộc về tại Brand thủ hạ làm việc. Brand là cái 50 tuổi trái phải trung niên nhân, dáng người hơi có chút mập ra, trên đầu hói đầu giống như là vẽ lên cái địa trung hải, hai bên mềm phát cũng rất thưa thớt giờ phút này brett chính đang xem báo hắn có chút nhàn nhã một cái chân khoác lên góc bàn làm sao tới muộn như vậy brett nhìn thấy trương dương nhíu mày ngươi là ngày đầu tiên đi làm phải nhớ kỹ nơi này là london không phải lười biếng trung quốc không nên đem ra hương ngươi hỏng tập thói quen đưa đến nơi này trương dương viết lên khóe miệng cúi đầu nhìn xuống thời gian không phải tám ba mươi mới lên ban ta trước thời hạn 20 phút, vậy ta vì cái gì ở chỗ này? Ren nghiêm nghị hỏi lại, hắn buông xuống khoác lên bàn góc chân, ánh mắt trở nên nghiêm túc, chúng ta là truyền thông, truyền thông cùng cái khác làm việc không giống nhau. Có ít người thậm chí muốn 24 giờ làm việc. Người chỉ là vừa đi làm, ta không yêu cầu ngươi làm đến như thế, nhưng ít ra mỗi ngày muốn nói trước một giờ, rõ chưa? Trương Dương mím môi góc gật đầu nếu là không rõ ràng cho lắm thật đúng là cảm thấy bren chỉ là yêu cầu nghiêm khắc có thể đi ra văn phòng nhìn thấy trống rỗng một mảnh chỗ ngồi hắn liền biết rõ bren hoàn toàn là nhắm vào mình trương dương đi tới trên vị trí của mình lại phát hiện sự tình gì cũng không có trên bàn công tác liền cái máy tính cũng không có đầu óc bên trong ký ức biểu hiện, ngày hôm qua phỏng vấn về sau lúc báo danh, nơi này là có một đài máy vi tính, làm mai mối thể làm việc, cho dù là văn tự tin tức biên tập. Cũng không có khả năng không phân phối máy tính, cái kia căn bản không có cách nào làm việc. Người là mới tới sao? sau lưng truyền tới một giọng nữ dễ nghe, Trương Dương chuyển qua đầu nhìn thấy một vị tóc dài mỹ nữ, mỹ nữ đối với hắn lộ ra rồi mỉm cười, chủ động vươn tay, ta họ Evan, ngươi có thể gọi ta Frida. Trương Dương, hai người tay chạm đến xuống. Trương, kỳ quái phát âm, Frida cười nói, ngươi là mới tới. Ta nghe nói ngày hôm qua có cái người mới tiến đến, nhưng cùng với sự tình nhóm đều nói nói đến đây frida quét mắt bren văn phòng mới nhỏ giọng nói bren không thích ngươi ngươi phải cẩn thận một chút chớ bị hắn bắt được cái chuôi bất quá cũng bình thường hắn không thích người châu á cũng không thích nam mỹ người thậm chí là đông âu người vì cái gì frida quyệt miệng góc nhìn lướt qua văn phòng xích lại gần rồi nói hắn là phái tả nhân sĩ cho rằng cái khác địa khu người đoạt người anh làm việc cơ hội nhiễu loạn nước anh bình thường trật tự nghe nói duy trì hắn nước anh thoát âu đơn giản không thể tưởng tượng hắn nhưng là tại truyền thông nghiệp làm việc làm sao lại duy trì thoát âu hơn nữa nước anh tiến eu nhiều như vậy năm căn bản không có khả năng lại thoát ly hắn là đang nằm mơ trương dương lung lay đầu đoán chừng frida sẽ không nghĩ tới tương lai nước anh còn liền thật thoát âu thành công đó cùng chính mình không có một chút quan hệ Brand ở đâu là phải bắt được top của hắn, đối phương đã bắt đầu nhằm vào rồi, ngày hôm qua liền giao cho mình cái micro blogging hút phấn 3 vạn mục tiêu. Trương Dương mở miệng hỏi, ta ngày đầu tiên làm việc, liền cái máy tính cũng không có sao? Thực tập đều là loại đãi ngộ này, không thể nào. Frida kỳ quái nói, ta không biết rõ, nhưng khẳng định có máy vi tính làm việc, ngươi có lẽ hẳn là đi hỏi một chút Brand, Frida, đi tới nơi này a à sớm trước cửa truyền đến một tiếng hô, một cái 30 tuổi ra đầu, giữ lại rear map người đi tới, hắn nhìn lấy Trương Dương nói, người chính là cái kia mới tới. Siêu cấp tiên đoán đại sư XX thần làm việc điều chỉnh. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Brand là thể dục tin tức nghiệp vụ chủ biên. Hắn tại phân bộ bên trong quyền lợi rất lớn, có đầy đủ quyền hạn trực tiếp mở rơi một cái thực tập nhân viên. Nhưng là, hắn dù sao không phải tại bộ phận nhân sự làm việc, khai trừ nhân viên cũng phải chú ý lực ảnh hưởng. Trương Dương là thông qua bình thường nhận lời mời quá trình tiến đến, là nhân sự bộ phận phối đến phân bộ nhân viên. Bren không nghĩ tới bộ môn mướn vào là cái người châu Á, hắn nhìn người châu Á làm sao đều cảm thấy không vừa mắt, liền nghĩ tìm thích hợp lý do làm cho đối phương rời đi vì có thể khiến người khác không lời nào để nói, lý do cũng là mười phần trọng yếu. Brand là trương dương lệ thuộc trực tiếp cấp trên, tìm lý do liền phi thường dễ dàng. Tại ngày đầu tiên liền cho an bài cái, gần như không có khả năng hoàn thành làm việc, hắn hy vọng cái này Trung Quốc tiểu tử đùa nghịch điểm trượt đầu lợi dụng một chút đầu cơ trục lợi phương pháp hoàn thành, tỉ như vào Internet tìm soát phấn hắc thương, đến lúc đó liền có đầu đủ lý do đem địa phương xa thải rồi. Nhưng nếu là đối phương không cần mưu lợi phương pháp, chỉ là không có hoàn thành mục tiêu làm việc, kỳ thật cũng có chút khổ não. Một cái cái khác an bài làm việc, nghĩ như thế nào lý do đều không đủ đầy đủ. Brand lại tìm những biện pháp khác hắn quyết định cho Trương Dương an bài bình thường nội bộ làm việc, đúng lúc bên ngoài môi bộ truyền đến mấy phần đưa tin văn bản tài liệu mà tinh thông tiếng Italy cấp dưới đi bỏ nghỉ đông. Italy văn đưa tin liền không có người phiên dịch. Brent tìm một phần giao cho Trương Dương, hắn chắc chắn sẽ không tiếng Italy, đến lúc đó kết thúc không thành phiên dịch làm việc liền có thể hung hăng trách cứ một phen. Có lẽ đều không cần mở miệng, chính hắn liền xám xịt đi, nửa giờ về sau, văn phòng phòng cửa phòng mở rồi. Tiến, Bren mang theo nghi ngờ nâng lên đầu, khi thấy người đến là cái kia Trung Quốc tiểu tử, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc, ngươi tới làm gì? Hắn đã nghĩ kỹ, mặc kệ đối phương nói thế nào, tiếp xuống đều muốn trách cứ một phen. Người cho ta văn bản tài liệu phiên dịch xong? Trương Dương mặt mỉm cười, nắm tay viết văn bản tài liệu đặt ở trên bàn công tác. Người trẻ tuổi, sẽ không liền muốn học. Brent theo bản năng nghiêm nghị trách cứ tiếng nói vừa mới ra miệng, lập tức kịp phản ứng, người nói cái gì? Trương Dương chỉ văn kiện trên bàn, ngữ khí mang theo tiếc nuối, người vừa rồi để cho ta phiên dịch đồ vật đều ở nơi này, thật có lỗi, không có máy tính, ta chỉ có thể viết tay. Brand trừng tròng mắt, tràn đầy không tín nhiệm cầm văn kiện lên. Văn bản tài liệu bên trong tiếng Anh viết tay rất rõ ràng, so sánh nguyên tài liệu tiếng Italy một câu đối đầu một câu, tựa hồ là rất có logic tính, nhưng Brand có thể khẳng định. Nội dung bên trong tất cả đều là theo dệt vô cớ, hắn nhìn qua trương dương lý lịch sơ lược, nó bên trong căn bản không có quen thuộc tiếng Italy tương quan nội dung. Brand biểu lộ không có biến hóa, nhưng trong lòng lại có chút vui sướng, nội dung công việc theo dệt vô cớ, đầu này liền đầy đủ khai trừ đối phương. Hắn ho nhẹ một tiếng nói nói, "Trương, ta cảm thấy ngươi là một cái không tệ người trẻ tuổi, cho nên mới giao cho ngươi trọng yếu như vậy làm việc, nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy. Chúng ta làm mai mối thể ngành nghề, đưa tin nhất định phải chân thực, đối nước ngoài đồng hành báo cáo phiên dịch làm việc nhất định phải nghiêm túc, nghiêm túc." nếu không không chỉ có riêng là văn tự trên sai lầm sẽ còn gây nên đồng hành chế nhạo độc giả khiếu nại nghiêm trọng một chút thậm chí sẽ khiến ngoại giao tranh chấp theo ý của ngươi cái này là chuyện nhỏ nhưng trương dương một mực kiên nhẫn nghe còn thỉnh thoảng đi theo gật đầu thẳng đến bren nói một câu cuối cùng ngươi có thể thu dọn đồ đạc rời đi về sau trương dương mới tràn đầy nghi ngờ hỏi bren tiên sinh ngươi nói đều rất có đạo lý nhưng ta đến cùng làm cái gì Bren đang uống nước bị sặc đến bỗng nhiên khục một tiếng. Hắn chỉ cái kia phần văn kiện, "Ngươi vậy mà đùa nghịch nhỏ thông minh, tại phiên dịch nước ngoài đưa tin, trọng yếu như vậy trong công tác, hồ viết viết linh tinh vừa thông suốt. Ngươi cho rằng ta không hiểu tiếng Italy liền không nhìn ra được sao?" Hắn nói xong có chút tự đắc cười cười, phảng phất tự hào cùng thông minh của mình ưu thế trương dương nhún vai hỏi lại nói bren tiên sinh người cũng nói chính mình không hiểu tiếng italy lại làm sao biết rõ ta là viết linh tinh bren bị nghẹn kém chút ngất đi hắn tức giận thở phào mấy khẩu khí chỉ trương dương giận dữ nói tốt tốt người nói người không phải viết linh tinh đến bây giờ còn không thừa nhận tốt ta tìm tới rồi giải tiếng italy người tới nhìn ngươi một chút đến cùng viết cái gì đồ vật Brand cầm điện thoại lên gọi cái hào ôn tồn để điện thoại cái kia đầu phái cá nhân tới từ biểu lộ cùng ngữ khí bên trong có thể nghe ra điện thoại cái kia đầu khẳng định không phải nhỏ nhân viên. Sau đó hai người trong phòng làm việc nhìn nhau muốn nói trước đó Brand chỉ là không hy vọng thủ hạ có người châu á hiện tại hắn quyết định vô luận thế nào cũng phải làm cho cái này đáng chết Trung Quốc tiểu tử rời đi hắn cũng không hy vọng thủ hạ có không phục quản thúc nhân viên qua có chừng 5 phút đồng hồ, văn phòng phòng cửa phòng mở rồi. Mời đến, người đến là cái dáng người cao gầy trung niên nhân, một bộ xấu xí bộ dáng, mang trên mặt một chút không kiên nhẫn. Hắn là bên ngoài môi bộ chủ quản Sport Taylor, trên cấp bậc cùng brand đồng cấp, hai người tại khác biệt bộ môn, trên chức vị không có từ thuộc quan hệ. Sport Taylor đi vào văn phòng, mở miệng hướng về phía Bren hô nói, tìm ta làm gì? Bren có chút ngoài ý muốn, tại sao là ngươi đến? Đương nhiên là ta, bên ngoài môi bộ bên trong ta tiếng Italy tốt nhất, Sport Taylor đương nhiên nói, Người để cho ta phái cái tinh thông tiếng Italy người tới, cho nên ta liền chính mình tới. Có chuyện gì mau nói a, à, ta còn vội vàng đâu. Ren phảng phất là ăn phải con ruồi buồn nôn, chuyện như thế này hắn cũng không muốn để ý tới tay lo, nhưng đối phương đến đều tới, hắn liền đem cái kia phần văn kiện đưa tới. Ta muốn cho người hỗ trợ nhìn xem phần này phiên dịch. Công nhân viên của ta phiên dịch vật này, nhưng hắn lại không thừa nhận chính mình là tại viết linh tinh, ta cảm thấy, để cho ta nhìn xem. Spot tay lo một cái cầm qua văn bản tài liệu so sánh nhìn bắt đầu. Bren có chút nổi nóng, hắn đem khí rơi tại rồi Trương Dương trên người, ánh mắt mang theo một bộ một hồi ngươi sẽ biết tay, dáng vẻ. Không có qua bao lâu thời gian, Spot Taylor nâng lên rồi đầu, sắc mặt có chút kinh hỉ, không nghĩ tới ngươi bộ môn cũng có tiếng Italy xuất sắc như thế nhân viên. Rất không tệ, thật rất không tệ. Ta nhớ được các ngươi trước kia Italy phiên dịch rất kém cỏi, là có người mới tới sao? Đúng, khẳng định đúng thế, Brand ngây ngẩn cả người, trên mặt hắn tràn đầy không hiểu, người xác định sao? Spor, người nói là, phiên dịch rất tốt, đương nhiên rất tốt, người đang chất vấn ta sao? Spor tay lo khẳng định nói, chỉ nhìn phía trước một đoạn, ta liền có thể khẳng định, cái này nhân viên tiếng Italy so với ta mạnh hơn. Đúng, là ai làm? Ta cảm thấy hẳn là để hắn đến chúng ta bên ngoài môi bộ làm việc, là ta, Trương Dương mỉm cười chủ động đứng lên đến nói, chỉ là phần bên trong làm việc cảm ơn ngươi khích lệ. Bren lập tức híp mắt lại. tay Taylor phảng phất mới chú ý tới Trương Dương, hắn chủ động vươn tay cười nói, ta chưa thấy qua ngươi, ngươi là mới tới. Là thực tập sinh sao? Ta gọi Sport Taylor, ngươi có thể gọi ta Sport, ta gọi Trương Dương, người Trung Quốc, đúng thế, rất ít gặp, hai người bắt đầu chuyện phiếm bắt đầu, đem Brand gạt tại một bên. Chờ Sport Taylor nói đến, người có thể tới ta bộ môn làm việc, ta tin tưởng năng lực của ngươi, nhất định sẽ bên ngoài môi bộ có tốt hơn phát triển. Brett rốt cục không nhịn được cắt ngang nói, ta cho rằng. Nơi này là phòng làm việc của ta, Trương là công nhân viên của ta. Spot, tay Taylor tựa hồ căn bản không thèm để ý, hắn phong độ hoàn toàn không có dùng ngón tay rút xuống lỗ tai, mới phiết hướng Brand nói, thật có lỗi. Thật không nên trong lúc làm việc ở giữa quấy giày ngươi, nhưng nếu như ký ức không có phạm sai lầm, là ngươi để cho ta tới, hắn chỉ trương dương, người trẻ tuổi này không tệ, hắn là cái thực tập sinh ta đề nghị để hắn đi bên ngoài môi bộ làm việc ngươi hẳn là sẽ đồng ý a à? ta nhớ được ngươi không thích người châu á đoán chừng dưới tay ngươi cũng không chiếm được cái gì tốt phát triển hắn là công nhân viên của ta ngày mai cũng không phải là rồi tay taylor nhún nhún vai ta sẽ hướng lên phía trên xin tùy ngươi bren cắn răng nói rằng Spot tay lo trước khi đi vẫn không quên đối trương dương hữu hảo cười xuống sau đó tại brent tức giận ánh mắt bên trong đi ra văn phòng trương dương lập tức trong lòng nắm chắc rồi làm văn phòng phòng cửa bị brent thở phì phò ngồi xuống hắn hối hận tìm đến tay lo rồi sau đó hắn nhìn thấy rồi trương dương chừng trọng mắt nói ngươi còn ở nơi này làm gì ta có thể đi rồi ra ngoài nhanh lên đây không phải ngươi nên ngốc địa phương, chỉnh chỉnh một ngày, Trương Dương đều nghĩ đến buổi sáng sự tình, chính mình có lẽ thật có thể đi bên ngoài môi bộ làm việc. Sport Taylor dạng này thưởng thức lãnh đạo của mình thật sự quá tốt rồi, chỉ ít hắn không cần lo lắng không hiểu thấu mất đi làm việc. Tháng này thu nhập khẳng định cũng có bảo đảm. Trương Dương quan tâm chính là cái này tháng, chỉ cần vượt qua tạm thời túi tiền nan quan, lấy hắn năng lực muốn phát triển cũng không mệt khó một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán. Chờ tiền thuê nhà có thể trả trên, sinh hoạt có thể bình thường qua xuống dưới, làm gì đều có thể tìm tới chút tiền. Sport Taylor quyền lợi không thua gì brand, điều đi một cái công ty thực tập sinh đơn giản không nên quá dễ dàng. Đến xế chiều nhanh lúc tan việc, Trương Dương nhận được bộ phận nhân sự điện thoại, bảo ngày mai có thể đi bên ngoài môi bộ tìm Sport Taylor rồi. Cảm tạ trương dương tiếp vào điện thoại về sau mặt mũi tràn đầy mỉm cười frida lảo đảo nghiêng ngã đi tới mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc nghe nói ngươi phải điều đi trương dương càng thêm kinh ngạc ngươi làm sao biết rõ ngươi không cần quản ta làm sao mà biết được ngươi liền nói phải hay là không phải trương dương đối nữ nhân bát quái vô cùng bái phục hắn vừa mới nhận được tin tức đối phương liền biết rồi hắn gật đầu xác nhận nói là đi bên ngoài môi bộ ngươi vận khí thật tốt có thể điều đi không tệ ta vốn đang nói có cái phương đông tiểu soái ca đồng sự rất không tệ đâu frida nói xong phát ra đùa giỡn cười trộm nhưng bên ngoài môi bộ cũng không xa ngay tại trên lầu về sau có rảnh cần phải nhớ liên hệ ta nhất định frida nói xong cũng cười lấy rời đi Trương Dương ngồi tại tại chỗ bất đắc dĩ giao động đầu, trong lòng của hắn cũng thật cao hứng, nhìn Sport tay lo ý từ công việc thực tập khẳng định bảo vệ, nhưng, hút phấn làm việc còn muốn tiếp tục. Trương Dương hạ quyết tâm. Lần này không là vì cái gì làm việc nhiệm vụ, mà là vì hấp dẫn nhân khí, hắn đã đầu nhập vào truyền thông nhân viên nhân vật, truyền thông nhân viên cùng minh tinh không nhiều lắm phân biệt. Được người yêu mến mới có thể có tốt hơn phát triển tiền cảnh siêu cấp tiên đoán đại sư XX thần blogger thần nhân. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Cùng ngày là ngoại hạng Anh cái thứ hai tranh tài ngày. Premier League 20 chi đội bóng, mỗi một vòng có 10 trận đấu, đến cái thứ hai tranh tài ngày, chỉ có hai trận tranh tài muốn tiến hành, một trận là chủ nông trường, Fulham đá với Blackburn, một trận là pháo thủ Arsenal cùng Bolton ở giữa đọ sức làm Trương Dương tan tầm khi về nhà, trước một trận đã nhanh muốn tiến hành xong, sau một trận so lại được vừa mới chuẩn bị bắt đầu. Trương Dương quyết định phải dùng văn tự trực tiếp phương thức đến hấp dẫn fan hâm mộ chú ý. Làm khoảng cách trận đấu bắt đầu có nửa giờ thời điểm, hắn liền nói trước quen thuộc hai đội cầu thủ danh sách, hiểu rõ mỗi cái cầu thủ đặc điểm, năng lực, chờ đến văn tự trực tiếp thời điểm cũng không cần nói, mỗ mỗ đội số mấy cầu thủ, mà là nói thẳng ra cầu thủ tên, liền sẽ lộ ra, càng hiểu bóng, một chút. Rốt cục thời gian cũng nhanh muốn tới rồi. Trương Dương mở ra trực tiếp hình ảnh, một cái khác website thì mở ra microblogging, khoảng cách trận đấu bắt đầu 5 phút đồng hồ, hắn phát ra cái thứ nhất microblogging đổi mới tin tức phía dưới cá tính trương dương vì ngươi mang đến hoàn toàn mới thể nghiệm premier league tranh tài văn tự trực tiếp đầu này tin tức là báo trước mặc dù tài khoản có rồi hơn ngàn fan hâm mộ chú ý nhưng đầu này tin tức hiệu quả cũng không rất tốt phát ra sau đợi đã lâu phía dưới chỉ có ba đầu bình luận blogger lại nói rồi làm văn tự trực tiếp chờ mong còn có thể giống ngày hôm qua A thần, nổi lên, Trương Dương nhìn lấy đáng thương ba đầu bình luận, suy nghĩ, tỉ mỉ một chút liền biết là tại sao. Hôm qua là Chelsea cùng Tottenham Hotspur tranh tài, chú ý fan hâm mộ fan hâm mộ phần lớn đều là hai đội bóng fan hâm mộ, hôm nay thì biến thành Arsenal cùng Bolton tranh tài chú ý fan hâm mộ quần thể cũng có rồi biến hóa trông cậy vào chelsea fan hâm mộ đi xem arsenal tranh tài thực sự có chút không thực tế trương dương không có nản trí chỉ là nghiêm túc chờ đợi nếu là cái khác văn tự trực tiếp truyền thông tại còn chưa mở trận lúc liền sẽ giới thiệu hai đội bóng tình huống nói thí dụ như cái nào đó cầu thủ bởi vì cái gì không có ra sân cái nào đó minh tinh cầu thủ trên một trận biểu hiện các loại, nhưng Trương Dương sẽ không làm như vậy, hắn chỉ là chờ lấy trận đấu bắt đầu. Rốt cục theo trọng tài chính tiếng còi vang lên, toàn trường trận đấu bắt đầu rồi. Thì triển năng lực đã đến giờ, Trương Dương cười lấy rút ra ba tấm bài poker. Ách big 3, đỏ đào 9, ách big 6, trong miệng hắn lẩm bẩm, não bên trong lại nhiều rồi một hệ liệt tranh tài hình ảnh đó chính là tiếp xuống 5 phút đồng hồ thời gian, Arsenal cùng Bolton tân tranh tài hình ảnh. Tất cả tranh tài hình ảnh bên trong, nhất làm cho người khác sâu ấn tượng, không có gì hơn chính là Arsenal tiền vệ Beckham ở ngoài vùng cấm trọn truyền, Henry đầu trùy công cửa. Bị Bolton tân thủ môn Jaskalanen kịp thời dập tắt lửa. Trương Dương khóa vào đầu thứ nhất nhằm vào tranh tài microblogging tin tức. Arsenal thực lực trội hơn Bolton, tọa trấn sân nhà ưu thế mở màn tất nhiên sẽ quy mô ép lên. Tại lão tướng Beckham trợ giúp xuống, Henry sẽ có cơ hội. Nhưng Bolton thủ môn Jasclanan lại là Henry hoàn thành vào bóng trở ngại lớn nhất. Đầu này tin tức nhìn như bình thản nhưng mặt trong lộ ra ra rất nhiều tin tức. Số rất ít chú ý cá tính Trương Dương, đổi mới tin tức fan hâm mộ, lập tức có rồi hồi phục ngươi từ chỗ nào nhìn ra Gascoleman trạng thái không tệ, Henry đương nhiên là có cơ hội. Arsenal một mực đang tiến công, ai cũng biết rõ bọn hắn tại ép lên, nhìn thấy những tin tức này, Trương Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, thẳng đến tranh tài xuất hiện một màn kia. Beckham chọn truyền cấm khu, Henry đánh đầu công cửa bị nhào ra. Trương Dương lại bắt đầu một vòng mới xem bói. Khối lập phương 4, khối lập phương 9, di dô, cùng tiêu, sẽ có vào bóng. Sau một khắc trong đầu xuất hiện một cái rõ ràng hình ảnh, bôn tân giữa trận Campo chủ phạt phạt góc tiền vệ Perdexen đánh đầu công cửa bị nhào ra, Arsenal cấm khu trước. Giữa trận Speed vọt tới người đóng bên trong bù sút vào lưới. Bôn tân phải vào cầu đầu thứ hai nhằm vào tranh tài microblogging tin tức lập tức phát ra arsenal nhất định phải không quên phòng thủ tiếp xuống bôn tân phản kích rất có thể tìm tới cơ hội xuất hiện phạt góc cần đặc biệt chú ý perdexen cùng với Speed cần nghiêm mật chằm chằm phòng nếu không tất nhiên sẽ bị bôn tân vào bóng cái tin tức này phát ra muốn so vừa rồi một đầu hồi phục nhiều tại ngắn ngủi nửa phút ở trong lập tức liền có rồi mười mấy cái tin bôn tân phản kích đừng nói giỡn. Hiện tại Arsenal hoàn toàn nắm trong tay tranh tài, bôn tân một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, blogger lè người, xem xét hoàn tất tầng cao nhất trên. Speed nếu có thể vào bóng, ta trực tiếp ăn bàn phím, nhìn thấy, ăn bàn phím, hồi phục, trương dương rốt cục lần thứ nhất, hồi phục rồi tin tức ta chờ mong. Rất nhanh phía dưới có đáp lại tin tức, không vào bóng ngươi ăn, có thể. Hai người đổ ước không có gây nên bao lớn gợn sóng, nhưng tiếp xuống tranh tài, tuyệt đối là đám fan hâm mộ không nghĩ tới, tình huống tựa hồ hoàn toàn giống như là cá tính Trương Dương. Microblogging đổi mới nói, Tân liên tục phát động ba đợt thế công, để Arsenal làm phòng thủ mệt mỏi, Campo chủ phạt chân bóng, để Perdexen đạt được cơ hội, cuối cùng Speed bù sút vào lưới blogger thần nhân, fan hâm mộ đám fan hâm mộ sợ ngây người, kỳ thật chân chính xem tranh tài fan hâm mộ, không có mấy cái người sẽ đi chú ý microblogging tin tức. Tại London Bắc Bộ một nhà duy trì Arsenal fan hâm mộ quán ba chính là như thế, mỗi lúc có Arsenal thời điểm tranh tài, mặt trong luôn luôn có thể có mười mấy cái fan hâm mộ cùng một chỗ xem so tài. Fan hâm mộ bóng đá chuẩn bị bia cùng cái khác chúc mừng đồ vật, mỗi làm Arsenal có tốt biểu hiện, bọn hắn liền cùng uống bia, Arsenal thắng được tranh tài. Bọn hắn thì sẽ cùng một chỗ tiến hành chúc mừng, nhưng cũng không phải tất cả mọi người nghiêm túc xem so tài. Bóng đá tranh tài có đôi khi là làm cho người nhàm chán, nhất là làm hai đội bóng tiết tấu thả chậm thời điểm, tranh tài cũng có chút để cho người ta buồn ngủ. Hanson David là người 20 tuổi người trẻ tuổi, hắn tốt nghiệp trung học sau không có đi học tiếp tục, ngay tại trong quán bar tìm phần phục vụ viên làm việc. Hắn cũng là Arsenal fan hâm mộ. Bất quá so sánh những cái kia cuồng nhiệt fan hâm mộ tới nói, hắn chỉ là ưa thích Arsenal ngôi sao cầu thủ, đối đãi tranh tài thì không có cuồng nhiệt như vậy cho nên làm arsenal thời điểm tranh tài hắn chỉ là ngẫu nhiên cho những khách nhân cung cấp nhắm rượu nước david cũng chú ý tới tương quan microblogging tin tức david nhìn thấy có cái cá tính trương dương tài khoản phát ra tin tức vừa mới bắt đầu còn không có để ý nhưng so sánh trên màn hình tiến hành tranh tài hắn lập tức trở nên tương đương kinh ngạc khi nhìn đến bôn tân thật hoàn thành vào bóng sau, David bỗng nhiên đứng lên, giờ điện thoại hô nói, có lẽ các ngươi hẳn là nhìn xem cái này, ngươi nói cái gì? Khi thấy bôn tân hoàn thành vào bóng, trong quán ba fan hâm mộ bóng đá chính tại thất lạc bên trong, đại đa số người bọn hắn cũng không có ở ý Hanson, David, nhưng tại David cường điệu hai lần sau. Còn có có cái đầu chọc hỏi nói, Hanson, ngươi đang nói cái gì, Bill, là cái này nhìn xem micro microblogging micro blocking.